một cái lỗi nữa là chụp tốc quá thấp, ảnh bị mờ, bị nhòe. Tính rồi đúng không? Lúc nào cũng là cái chụp khoảnh khắc bắn thì mình cho bắn đi xòe, tăng tốc rồi bắn đi xòe. Đúng rồi. Nhớ mình chú ý là cái tốc của mình thì nó phải để cao một tí, 125 trở lên là cũng được rồi, hoặc phải cao hơn nữa càng tốt. Rồi một cái nguyên tắc đó là đừng có kiểu cầm một cái tay này, chạch này, kiểu gì cũng bị rỗng nát nhá, cầm hai tay đi. Đấy ông tự tin là chạch quay bạn này chạch phát, chưa cả máy ảnh nó chưa cả làm xong thì nó xoay sang đường khác, tự dưng về nghe biết một đoạn, thế là vứt. Cứ chụp bình tĩnh thôi, chụp đẹp đi, ngắm đi, xong chưa được chụp lại rồi xong mới chuyển người khác, chứ không phải đi ăn cướp cứ quạch người này phát, quạch người kia phát, chưa cả xem lại là vứt, đúng không? Nó lại quay lại nguyên tắc cẩn thận là vừa nãy là chụp xong nhìn lại ảnh kiểm tra 2 giây xong rồi chụp cái khác, thế là ok đúng không? Chả giờ xảy ra tình trạng nhòe. Tối thế cũng không nên để lợi dụng tốc độ quá thấp được, nó sẽ bị nhòe. Đặc biệt là khi mà chụp những cái chuyển động cao cao ấy, chạy nhảy các kiểu ấy, thì mình đẩy tốc lên đúng không? Dễ nhỉ? Anh mò nhòe, anh nghĩ là xử lý rất là dễ dàng.